Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà thật đẹp do Mắt Hôn chúng tôi trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Lê Thái Hà ở Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của anh Hà thì cũng như thường lệ, Nhật An xin dành ít phút để nói lại về kênh YouTube của Mắt Hôn nhé. Đây là những thông tin nó rất là cơ bản luôn, em đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Nhưng mà em nghĩ rằng đối với những ai lần đầu tiên xem qua video của chúng tôi thì sẽ rất là cần những thông tin này. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và trên cả ba miền Bắc Trung Nam đều đã xuất hiện những công trình lớn nhỏ do Mắt Hôn chúng tôi thiết kế và thi công rồi. Và nếu như quý vị lần đầu biết đến Mắt Hôn và chúng ta cũng lần đầu nghe đến cụm từ là thiết kế và thi công trọn gói thì có lẽ là quý vị vẫn chưa nắm được cái ưu điểm của nó, đúng không nào? Em nghĩ ưu điểm lớn nhất của việc thiết kế và thi công trọn gói đó chính là quý vị sẽ tiết kiệm được kha khá nhiều thời gian cho mình. Thay vì quý vị phải tự mình đi lựa chọn vật liệu, tự mình đi lựa chọn loại sơn tất tần tật thì với mô hình thiết kế và thi công trọn gói của Mắt Hôn thì quý vị sẽ không phải lo những vấn đề đó. Chúng tôi sẽ lo cho quý vị từ A đến Z. Và chúng ta chỉ cần nghiệm thu công trình cũng như là chúng ta sẽ có thể kiểm tra công trình theo từng giai đoạn là được rồi ạ. Thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho mình. Thay vì đó thì quý vị có thể dành thời gian đó cho công việc của mình hoặc cho gia đình của mình, đúng không nào? Và hiện tại chúng tôi vẫn đang chạy chương trình khuyến mại, đó chính là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói. Hiện tại nếu quý vị muốn theo dõi Mắt Hôn thì có thể tham khảo chúng tôi trên kênh chính, đó chính là kênh YouTube là Mắt Hôn với hơn 100.000 lượt đăng ký, kênh Nhà Đẹp Mắt Hôn với hơn 1 triệu lượt đăng ký, hoặc là website riêng của chúng tôi là thiết kế thi công trọn gói.com. Website này chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những mẫu nhà khác nhau để quý vị lựa chọn. Bên cạnh đó là những công trình chúng tôi đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Ngoài ra còn có một cái mục mà em nghĩ là nhiều quý vị cũng sẽ yêu thích, đó chính là thước lộ ban online. Khi mà truy cập vào thước lộ ban, quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ có thể nhập những cái thông số vào. Chúng ta có thể kiểm tra kích thước của cửa nè, kích thước thông thủy nè, hoặc là chúng ta có thể kiểm tra những cái phần ở trong nhà, ví dụ là bếp vân vân, đó là về thước dương trạch. Còn về thước âm phần thì nó liên quan đến mộ phần. Cái điều đó thì Mắt Hôn chúng tôi sẽ không phải là đề cập nhiều lắm. Cho nên là quý vị nếu mà có nhu cầu tìm hiểu về thước lỗ ban có thể truy cập vào website riêng của Mắt Hôn nhé. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, Nhật An giới thiệu quý vị đó chính là ngôi nhà của anh Lê Thái Hà. Thì đầu tiên ta sẽ xem qua căn nhà từ phía bên ngoài trước nhé. Đây là một căn nhà 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại và đây là mẫu nhà quốc dân. Nhật An phải khẳng định luôn tại sao mà em hay gọi nó là mẫu nhà quốc dân. Bởi vì khắp ba miền Bắc Trung Nam đều đã xuất hiện ngôi nhà này rồi. Và hiện tại nó vẫn là ngôi nhà bestseller của Mắt Hôn, vẫn được yêu thích nhất. Chắc chắn là trong một tháng thì chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái hợp đồng khác nhau vẽ từ mẫu nhà mái Nhật, cũng có mái Thái, cũng có mái bằng, mái Mansa, mái lệch vân vân, rất là nhiều kiểu dáng. Nhưng riêng cái kiểu dáng mái Nhật 2 tầng hiện đại này thì lúc nào nó cũng chiếm cái số lượng đông cái phần hợp đồng của Mắt Hôn. Bởi vì đây là cái kiểu dáng nhà đến bây giờ nó vẫn chưa lỗi thời ha. Hiện tại vẫn được rất nhiều quý vị yêu thích. Dù là ngôi nhà này, dù là ở miền đồng bằng hay là những cái nơi khác thì nó đều hợp lý hết. Cho nên là em thấy là tại sao nó lại hot như vậy thì chắc chắn nó phải có lý do, đúng không nào? Và với căn nhà của anh Hà ở đây thì đầu tiên ta sẽ nói một chút xíu về phần mái. Thì chúng tôi sẽ lợp ở đây là mái Nhật. Và quý vị nếu mà nhìn từ góc độ mặt tiền nhìn vào, ta sẽ thấy là cái loại mái Nhật ở đây sẽ là cái mái Nhật tam giác. Tức là quý vị sẽ thấy là nó là cái đỉnh chớp cao ở bên trên ha. Và với mái Nhật thì là cái loại mái ngày nay cũng đang rất được ưa chuộng. Bởi vì về công năng thì về chống dột nước mưa hoặc là thoát nước mưa thì em nghĩ nó cũng tốt hơn so với mái Nhật truyền thống rồi. Cái phiên bản mái Nhật ở Nhật Bản quý vị thì nó rất là thấp. Thật sự là rất là thấp luôn. Bởi vì cái lượng mưa của Việt Nam và Nhật Bản nó hoàn toàn chênh lệch với nhau. Cho nên là khi du nhập về Việt Nam thì kiến trúc sư của Việt Nam đã nâng cái độ cao của cái mái nó lên. Cho nên là mái Nhật ở Việt Nam thì so về độ cao nó sẽ cao hơn so với bản gốc. Và nhờ vào đó thì nó sẽ chống nóng cũng như là chống dột nước mưa một cách tốt hơn. Liên quan đến độ cao mái thì Nhật An cũng đã làm những video riêng để có thể giúp quý vị là cách chúng ta tính được về độ mái nó sẽ cao như thế nào là hợp lý. Quý vị có thể xem tham khảo qua ở kênh YouTube của Mắt Hôn hoặc Nhà Đẹp Mắt Hôn nhé. Trở lại với căn nhà của anh Hà thì tiếp theo em sẽ phân tích đến với màu sắc tổng quan cũng như là vật liệu căn nhà này. Bên cạnh cái phần ngói Fuji màu xanh dương ở bên trên thì ở bên dưới căn nhà chúng tôi cũng sẽ bố trí thêm một số khu vực sẽ có cái màu xanh ghi, tức là nó vừa có màu xanh và có màu ghi nó trộn lại với nhau.
thì quý vị sẽ thấy đó là những khu vực ví dụ là ngay cái phần bên dưới của mái hoặc là ngay cái phần tiếp giáp giữa phần tường sơn với cái phần gạch ở bên dưới, thì đây cũng là những cái khu vực mà chuyển giao, cho nên là nên có một cái màu sắc để mà chuyển giữa những cái phần tường sơn đó với cái tường sơn màu trắng, thì là một cái sự lựa chọn anh thấy rất là hợp lý nhé. Về vật liệu thì chúng tôi sẽ ốp lát khá là nhiều vật liệu khác nhau. Ví dụ là sẽ có những khu vực chúng tôi ốp đá granite, thì đá granite chúng tôi sẽ ốp một bên của căn nhà, quý vị thấy không ạ? Có màu ghi vân mây nè, rất là nổi bật ha. Ngoài ra thì ở phần bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá chẻ có màu ghi đậm hơn. Và cũng có một số khu vực nữa chúng tôi sẽ ốp gạch Inox. Gạch Inox thì là loại gạch xuất phát từ Nhật Bản và nó sử dụng công nghệ là Sintra Luster, là công nghệ ánh kim, hoặc là nó được nung nhiệt độ 1200 độ C, cho nên là về gạch Inox thì độ bền cứng chúng ta không phải lo ngại nhé. Tiếp theo thì quý vị sẽ quan sát giúp An, đó chính là một số chi tiết làm điểm nhấn của căn nhà. Một căn nhà nếu mà thiết kế nó không có một chi tiết điểm nhấn nào thì nhìn nó sẽ rất là nhàm chán đúng không nào? Cho nên là bắt buộc mỗi căn nhà cho bác Hôn thiết kế thì cũng sẽ có một vài chi tiết. Nó sẽ đóng vai trò là điểm nhấn, có thể là bỏ nó ra thì ngôi nhà vẫn sẽ có thể sinh sống bình thường, nhưng nó sẽ nhìn bị nhàm chán. Cho nên là có những chi tiết này thì sẽ giúp căn nhà nhìn duyên dáng hơn, thẩm mỹ hơn. Đầu tiên đó chính là cái dàn hoa ngay khu vực ban công. Dàn hoa này chúng ta sẽ làm là dàn hoa bằng bê tông ha, và được thiết kế nó sẽ sơn hoàn toàn là màu trắng nè. Ở phía bên dưới cái trụ của dàn hoa thì chúng tôi sẽ ốp gạch Inox. Ở phía bên trên phần dàn hoa chúng tôi sẽ làm một cái lớp mái kính để mà che nắng che mưa. Và liên kết với khu vực dàn hoa này đó chính là cái phần ban công. Ở đây thì ban công chúng tôi sẽ làm là ban công bằng thép hộp và được sơn tĩnh điện màu đen. Tiếp theo nữa thì những chi tiết trang trí có thể thấy đó chính là những cái bồn hoa. Những cái bồn hoa ở khu vực tiểu sảnh ở bên dưới của căn nhà hoặc là ngay khu vực tầng 2 thì nhiệm vụ đúng cái tên của nó, nhiệm vụ của nó chỉ là để chúng ta trồng trọt những loại hoa cảnh để mang đến sinh khí, mang đến mảng xanh cho căn nhà. Đó chính là về ngoại thất của căn nhà anh Hà. Bây giờ sẽ dẫn quý vị tiến bên trong bằng cách chúng ta sẽ đọc qua bản vẽ căn nhà này nhé. Đầu tiên là mặt bằng định vị công trình. Quý vị sẽ thấy tổng quan của căn nhà của anh Hà so với khu đất. Khu đất thì cũng khá là vuông vức ha. Và từ phần đường đi đến cuối khu đất luôn là 22m. Còn từ phần mặt tiền mà đi ra đến phần đường phía trước là hơn 5m. Về hướng nhà thì quý vị so sánh mặt tiền với hoa tiêu của chữ B, ta sẽ thấy ngay nhà anh Hà nó sẽ hướng lên trên và nó hướng qua bên trái, cho nên là nó sẽ hướng, đó chính là hướng Tây Bắc. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của căn nhà này. Với tầng 1, quý vị sẽ thấy được chiều dài căn nhà là 15,44m, chiều rộng là 9,53m, và từ đó anh tính thì diện tích sử dụng cả 2 tầng anh cộng lại ha là sắp xỉ là khoảng 210m2. Về công năng thì từ sảnh chính bước vào là khu vực phòng khách, phía sau là khu vực phòng bếp ăn, có một phòng ngủ số 1, có một nhà vệ sinh chung. Lối tiếp cận thì sẽ có 3 lối, từ cửa chính đi vào, từ mặt bên phòng ăn đi ra và một lối cửa hậu phía sau. Ở cách bố trí của căn nhà thì anh thấy cũng khá hợp lý về mặt phong thủy. Có cái lưu ý quý vị có thể thấy là ngay khu vực phòng khách và bếp á, chúng tôi sẽ có một cái hệ lam ở đây để thứ nhất là nó sẽ gắn với khu vực kệ tivi nè, và thứ hai nó sẽ giúp che đi bớt phần nào cái bếp phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì theo quan niệm phong thủy, nếu chúng ta mở cửa vào mà thấy nguyên cái bếp phía sau thì nó sẽ phạm vào đó là tam kiến môn. Cho nên là nếu chúng ta không muốn cái điều này xảy ra thì quý vị có thể đặt hệ lam như thế này. Và liên quan đến phong thủy thì mắt hôm chúng tôi sẽ có chuyên gia phong thủy tư vấn về những vấn đề, ví dụ đó là an nói tam kiến môn nè, quan thông môn nè, hoặc là về huyền không phi tinh, hoặc là nhiều khái niệm khác liên quan đến phong thủy phức tạp hơn nữa. Hoặc đặc biệt là nếu quý vị có nhu cầu chúng ta sắp sửa tổ chức nghi lễ động thổ, chúng ta cũng cần biết là nên tổ chức lúc nào, rồi mâm cúng như thế nào, bài khấn như thế nào, thì tất cả điều đó chuyên gia phong thủy của Mắt Hôm sẽ tư vấn cho quý vị nhé. Tiếp theo ta sẽ tiến lên tầng 2 của căn nhà. Đi lên cầu thang là 25 bậc. Cái này cũng tương ứng đúng với phong thủy luôn quý vị, công thức là 4N cộng 1. Thì ở đây sẽ là khu vực phòng thờ. Tầng 2 sẽ có bố trí thêm 3 phòng ngủ, có một nhà vệ sinh chung và một khu vực sân phơi. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt đứng của căn nhà, em sẽ đọc mặt đứng trục CA. Từ có sông không lên đến đỉnh mái là 10,1m. Từ có sông không là sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m. Sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại, từ có sông không xuống ngược lại sơn là 75cm. Tương ứng với 5 bậc tam cấp, mỗi bậc là 15cm. Bên dưới này chúng tôi sẽ có 6 cái ô hình chữ nhật, tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là mái lập ngói nè, tường sơn ngoại thất nè,
rồi tường ốp đá granite, tường ốp gạch thẻ inox, tường ốp đá chẻ, vân vân. Tiếp theo nữa, em sẽ đọc đến mặt cắt của căn nhà. Ở đây sẽ chọn mặt cắt trục BB. Với mặt cắt này thì quý vị sẽ thấy được là ở bên trong căn nhà, nếu như trái chanh thì quý vị, chúng ta xẻ đôi trái chanh ra, chúng ta thấy được bên trong, thì ngôi nhà ở đây cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy được cái hệ thống cửa đi, cửa sổ trong căn nhà, ví dụ cửa đi cao 2m7, cửa đi cao 2m2. Rồi chúng ta thấy cái sàn, sàn mái hay là sàn tầng 2, chúng tôi đều được đổ bê tông, cho nên là cái màu nó sẽ đen đậm ha. Và khi chúng ta đổ bê tông cho sàn mái thì nó cũng sẽ giúp chống trộm tốt hơn, cũng như là chống nóng, chống dụng nước mưa một cách tốt hơn. Ở bên dưới chúng tôi sẽ có 3 cái chi tiết nhỏ để quý vị sẽ thấy được là những cái gọi là kết cấu của căn nhà nó sẽ như thế nào. Đây là những cái thành phần tuy là gọi là nhỏ thôi nhé, nhưng mà em nghĩ là nó cũng rất là cần thiết, bởi vì nó sẽ đảm bảo được gọi là căn nhà chúng ta, ví dụ đó những cái phần trên mái thì nó phải đảm bảo gọi là thoát nước mưa một cách tốt nhất, đúng không nào? Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu. Thì ở đây nhà anh Hà, dựa vào đây quý vị sẽ thấy nhà anh Hà xử lý là móng băng bê tông cốt thép. Với móng băng thì em đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, nó là thuộc loại móng nông, và móng băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, cũng như là tránh hiện tượng xảy ra sự xô lệch giữa các cột, bởi vì móng băng nó sẽ liên kết với các cột theo phương thẳng đứng. Ngoài ra thì móng băng nếu trên thị trường chúng ta phân chia theo vật liệu đi, thì sẽ có là móng băng gạch, móng băng bê tông cốt thép. Riêng với mắt hôn chúng tôi thì chúng tôi sẽ ưu tiên đó chính là móng băng bê tông cốt thép, bởi vì nói gì thì nói, bê tông cốt thép nó vẫn là cái vật liệu mà bền cứng nhất, đúng không nào? Tiếp theo nữa sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Hà. Ở đây thì em sẽ đọc đó là mặt bằng chiếu sáng thông gió của tầng 1. Quý vị sẽ thấy là hệ thống điện của căn nhà nè. Ví dụ tôi chạy những cái dãy đèn downlight đi 90 công suất 7W khắp căn nhà ha. Rồi những cái đèn dây LED. Đèn dây LED này sẽ được thiết kế, nó sẽ ẩn vào bên trong của cái trần thạch cao, để nó chỉ hắt ánh sáng ra thôi ha, cho nên chúng ta không thấy nó bị lộ ra bên ngoài, thì nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn. Và cuối cùng anh sẽ đọc đến dự toán. Ở đây anh sẽ đọc là dự toán về phần thô của công trình. Thì phần thô, trong cái phần thô chúng ta lại chia nhiều mục nhỏ. Ví dụ số 1 là có phần móng nè, rồi toàn bộ móng, bệ phốt, tường móng vân vân. Số 2 là có phần thân, có phần cột, phần dập, phần sàn, phần mái sảnh, sàn tầng 2, sàn tầng mái, phần lanh tô, cầu thang vân vân. Số 3 là phần xây trát, tầng 1, tầng 2, tầng mái vân vân. Tất cả chúng tôi sẽ ký hiệu khối lượng, đơn giá, vật liệu, thành tiền để quý vị có thể nắm được về căn nhà của mình nhé. Và đến nhật em vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của anh Hà ở Bố Trạch, một căn nhà quốc dân mà được rất nhiều quý vị yêu thích. Nếu quý vị mong muốn thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home những số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, nhật em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.